Trước khi bước vào trận đấu này thì tại Việt Trì Phú Thọ cũng có một cơn mưa. Và bây giờ thời tiết đã khô ráo. Chúng ta có thấy mặt sân rất đẹp và không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng chuyên môn của hai đội tuyển U17 Thái Lan và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Như vậy là cuộc đối đầu giữa U17 Thái Lan và U17 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai tại vòng bảng đã bắt đầu. Các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa với trang phục màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mới nhỏ quý vị và các bạn. Quả đá phạt góc đầu tiên của Đài Bắc Trung Hoa trong hiệp 1 này. Đánh đầu rất nguy hiểm, một tình huống băng vào không đúng bóng của cầu thủ số 9 Lưu Y Tinh. Quá đáng tiếc. Một pha đá phạt góc rất nguy hiểm của cầu thủ số 7 cùng Chi Yu. Hai cầu thủ của Đài Bắc Trung Hoa băng vào nhưng không thể chạm được vào bóng. Nếu như trong tình huống này mà chạm được vào bóng thì chắc chắn mảnh lưới của U17 Thái Lan đã bị tung lên. Sara Yawat rất khó chịu, đánh đầu vào. Lại là Tôn Tao Ân. Bàn thắng thứ 3 của Tôn Tao Ân ghi được ở giải đấu năm nay. Ở trận đấu với Nepal thì cũng từ một tình huống đá phạt góc thì Tôn Tao Ân cũng băng vào đánh đầu cận thành để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển U17 Thái Lan. Và trong trận đấu này cũng vậy, lại là Tôn Tao Ân. Từ một quả đá phạt cố định thì chúng ta có thể thấy một tình huống đá phạt cực kỳ khó chịu của Sara Yawat và đã tạo điều kiện cho Tôn Tao Ân đánh đầu. Tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía U17 Thái Lan. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 13 của hiệp 1. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có đến hai cầu thủ của Đài Bắc Trung Hoa nhưng không thể theo kèm được với Tôn Tao Ân. Một pha phán đoán điểm rơi và bật cao đánh đầu chính xác của tiền đạo số 9 bên phía U17 Thái Lan. Và bây giờ là lần tấn công của Đài Bắc Trung Hoa. Daya Zhao tạt bóng vào trong. Good Greer vào. Đã có bàn thắng quân bình tỷ số từ một tình huống tấn công biên. Đó là cố gắng của cầu thủ số 15 Taiya Zhao. Có một tình huống tạt bóng vào trong và đã giúp cho Lee Hai Cheng mở tỷ số. Chỉ sau 2 phút thôi thì các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Trong tình huống vừa rồi thì hàng phòng thủ của U17 Thái Lan đã mất tập trung và để cho cầu thủ số 11 Lee Hai Cheng băng vào dứt điểm một cách dễ dàng. Và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Lee Hai Cheng ghi được tại giải đấu năm nay. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng rất hay của Taiya Zhao. Anh đã vượt qua được hậu vệ trái Sara Yawat. Và phía trong những cầu thủ phòng ngự của U17 Thái Lan đã không kèm người. Tỷ số bây giờ là 1-0. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát. Thật sự bất ngờ những phương án tấn công của các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đánh đầu chiến thuật không vào. Một pha phá bóng tiếp theo giải quỷ của cầu thủ bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng có vẻ như đã có tình huống việt vị rồi. Vừa rồi là tình huống đá phạt góc của U17 Thái Lan là rất có ý đồ. Bóng được đá thẳng đến vị trí trung vệ Rapong. Và sau đó có tình huống đánh đầu chiến thuật vào phía trong. Vẫn là Sara Yawat thực hiện quả đá phạt. Rất khó chịu, đánh đầu không vào, dứt điểm vẫn không vào. Tình huống đá bôi vừa rồi là của Tararit nhưng bóng đã không đi trúng đích. Một pha bắt vô lề nhưng bóng đã ra má ngoài rất nhiều. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt cực kỳ khó chịu của Sara Yawat. Lại là Tôn Tao Ân. Những pha không chiến rất khó chịu của tiền đạo số 9 bên phía U17 Thái Lan. Còn đội trưởng Pachalapon sẽ được đẩy lên cao. Rất nhanh. Pha đột phá được chuyền vào nhưng đã bị bắt bài rồi. Dứt điểm từ xa, bóng vẫn trong chân cầu thủ U17 Thái Lan. Dứt điểm không vào. Một pha cứu thua tuyệt vời của
thủ môn bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa, một pha phản xạ của Chen Xuan Tinh. Đó là pha dứt điểm của Phong Bách. Trước đó là pha dứt điểm từ xa nhưng bóng đã đến vị trí của Phong Bách và ngay lập tức cầu thủ số 21 đã có pha khống chế và dứt điểm rất nhanh. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho U17 Thái Lan. Rất khó chịu. Đó là sai lầm. Sai lầm của thủ môn Chen Chua Tinh. Nhưng có vẻ như bàn thắng đã không được công nhận. Trọng tài người Maldives ông Hussein Sian đã cho rằng cầu thủ của U17 Thái Lan đã phạm lỗi. Nhưng theo quan điểm của tôi, đó là lỗi bắt bóng không tốt của thủ môn Chen Chua Tinh. Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 9 Lu Yi Tinh rời sân. Rất quý à, đã có bàn thắng thứ hai. Sau khi các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đang có sự thay đổi người và đội hình của họ chưa tập trung, và ngay lập tức U17 Thái Lan đã có bàn thắng thứ hai. Bàn thắng do công của cầu thủ mang áo số 21. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công. Trước đó là pha dứt điểm rất mạnh của Siwat. Bóng bật ra đến vị trí của Phong Bách và ngay lập tức một pha đá bồi cận thành giúp cho U17 Thái Lan có bàn thắng thứ hai, và hai lần U17 Thái Lan vươn lên dẫn trước. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Đường chuyền không có tình huống bất vi. Một pha băng già rất chính xác của thủ môn Tisuna. Pha va chạm vừa rồi là của cầu thủ Trinh Chun, cầu thủ vừa được tung vào sân. Trước đó là một đường chuyền pha bẫy việt vị rất tốt của Chia Sinh. Pha khống chế vừa rồi của Trinh Chun là hơi dài. Đại Gia Giao, Richard dứt điểm không được. Bóng vẫn còn, thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không thành công. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Những phương án tấn công bên phía anh làng cánh phải luôn là điểm mạnh của Đài Bắc Trung Hoa. Pha dứt điểm đầu tiên của Richard đã không thành công, và sau đó là tình huống dứt điểm của Phu Đinh Rủi. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ được tung vào sân bên phía Đài Bắc Trung Hoa, đó là Phu Đinh Rủi và Richard. Phản công dành cho U17 Thái Lan. Đấy là cơ hội. Dứt điểm. Động tác giả rất khéo. Pha trích mũi giày nhưng không thành công. Bóng vẫn còn. Pha dứt điểm bóng đã đi vót xa của Tararit. Trước đó là tình huống dứt điểm không thành công của Ritakan. Phút thứ 85 của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại tình huống. Động tác giả rất tốt của Ritakan đã loại bỏ đội trưởng bên phía Đài Bắc Trung Hoa. Pha trích mũi giày của anh đã không thể chiến thắng được thủ môn bên phía Đài Bắc Trung Hoa. Bóng bật ra đến vị trí của Tararit. Và ngay lập tức cầu thủ số 7 này đã dứt điểm nhưng không thành công. Parathon chuyền ra. Tỷ số là 3-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 88 của trận đấu. Lại là Tôn Tao Văn. Một cú đúp của Tôn Tao Văn trong trận đấu này. Đó là sai lầm. Sai lầm của các thủ bên phía hàng phòng ngự của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Một pha dứt điểm qua hai chân của thủ môn Xuan Tinh. Quá dễ dàng cho Tôn Tao Văn.